Em có muốn nói gì với hai bác không ạ? Rủi lỡ biết đâu sau này mình làm con dâu tương lai sao? Con với ảnh đến đây cũng là một cái duyên. Sau chương trình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì bây giờ bác đã lên tới đây rồi, bác muốn nhìn mặt con dâu của bác. Thì chỉ mong làm sao mà hai đứa con thành đôi là được rồi. Là tốt rồi. Rồi dạ, cảm ơn cô chú ạ. Rồi cũng để con cô Cát Tường nhiều nha. Dạ để Tường cố gắng Tường tạo cơ hội thêm bơm thêm xíu nữa. Nêm ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trọng Nghĩa. Em đang ở Đồng Nai. Và em đang 28 tuổi. Nghĩa đang làm gì? Dạ cái công việc chính của em là em đang sửa khóa. Sửa khóa? Dạ đúng rồi. Khóa gì? Dạ khóa nhà, khóa xe. À. Tôi cứ khóa két sắt. À. Rồi làm cái nghề mở khóa này bao lâu rồi? Ở đâu mà tự nhiên chuyển qua cái nghề mở khóa vậy? Dạ nói chung là đam mê. Thì nói chung là cũng có duyên. Lúc trước em cũng có con đường này, sửa khóa là lúc đầu là em cũng trước lúc đó em cũng làm mấy nghề kia. Nhưng mà cảm thấy là không vừa sức với hai là không hợp. Thì ba má cũng có giới thiệu cho cái công việc sửa khóa. Học 3 tháng ra nghề thì làm 1 năm đầu thì khách người ta mắng vốn, người ta chửi quá. Là về mở không được gì hết trơn. Người ta mắng vốn, ngày nào cũng có người ra mắng vốn, thế là nản. Thế là bỏ đi đi xa đi thi đi thực hành thì không đi du lịch ở xa thì có học ông bố nuôi á cái món nướng ra đó học về thì cũng có mở tiệm nhưng mà làm buôn bán nướng nữa dạ buôn bán thì 2-3 ngày đầu thì rất là đông khách nhưng mà về cái vấn đề sau càng ngày thấy chẳng ai truân chuyên dữ vậy còn hơn là thân gái dậm trường nữa. Hay quá. Thế là bán trong vòng 1 tuần lễ thì cũng tanh bành tới bẹ luôn. Rồi. Thế là đi về thế là bóc khóa lại, mở khóa lại. Dạ không, đi làm shipper. À. Xong rồi ba má cũng có khuyên là thôi mày làm cái nghề gì không có hợp đâu, quay lại cái nghề khóa đi. Em dạ, cũng bữa giờ quay lại được bao lâu rồi? Em quay lại khoảng 3 năm rồi. Dạ, giờ là chuyên nghiệp rồi đúng không? Dạ. Giờ làm cái nào là dính cái đó đúng không? Hết bị chửi rồi, hết mắng vốn rồi phải không? Dạ, chui. Quê em ở đâu? Dạ em đang ở Trảng Bom Đồng Nai luôn. À sống với ba mẹ luôn. Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu về mình nè. Em tên là Trịnh Minh Nguyệt, em sinh năm 1993, quê em ở Bình Dương. À, nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Rồi em đang sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hài lòng, cũng biết chút xíu gì nấu ăn. Còn điểm yếu của em là hơi bị nóng tính, lại hay quên. Rồi em nghe cái hoạt động của anh này nó truân chuyên như vậy, em có cái cảm nghĩ gì không? Cái con đường mà sự nghiệp của anh nó thăng trầm. Theo em là chị nghĩ là quan trọng là người biết cố gắng, biết lo cho gia đình là được. Nhưng mà em nghĩ giờ là em yên với cái nghề sửa khóa cho em hay là còn đổi nữa? Em làm vì đam mê chị. Đam mê bây giờ là chắc cú chưa? Xác định đam mê chưa? Chắc là đam mê lắm rồi, bỏ ăn bỏ ngủ luôn á. Bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Rồi bây giờ khách hàng của em là đối tượng nào? Ăn trộm hay là đối tượng gì? Ăn trộm em không bao giờ em làm. Sao em biết tại, người ta tới người ta là khách hàng, người ta tới người ta đưa em là làm, sao em biết đối tượng đó là đối tượng gì? Tại vì em cũng gặp nhiều rồi. Thứ nhất là đi mở khóa mà trong một dãy nhà trọ mà không có ai hết mà chỉ có một người đó qua cái biểu hiện nữa. Thứ hai là làm trên cục xà bông, in trên cục xà bông rồi xin gom gì đó rồi đưa ra cho mình làm chìa là mình không có làm. À vậy em nghĩ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Là biết nấu nướng. Tính cách của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu là đôi khi nóng tính. Với lại lâu lâu cũng hay hút thuốc. Nhậu nhẹt gì không? Nhậu nhẹt thì cũng có xả dao, lâu lâu thôi. Thôi được. Nói chung là thanh niên thăng trầm như vậy là giỏi, rèn luyện ha. Sau này thành đạt, biết phân biệt kẻ tốt người xấu là được. Có muốn mở gì không? Anh đưa anh mở cho. Có trái tim em chưa mở được thôi chị. À đó, mở cửa trái tim người ta mở được hay không? Thầy mở khóa, được không? Ăn thua người đó. Ăn thua người đó. Rồi tình trường sao em gái? Em có trải qua một mối tình. Cách đây cũng được gần 4 năm. Lúc đó quen được bao lâu? Quen gần 3 năm chị. Rồi sao chia tay? 3 năm là cũng dài mà sao chia tay? Tại vì kiểu như là hai người không quen, không chung quan điểm. Với lại người đó không có chí một tiếng. Nên là chia tay tâm im lặng. Rồi từ đó đến nay sao không tìm được người khác? Cũng có tìm nhưng mà do không hợp nên là không tiến đến được xa hơn. Còn em sao, tình trường sao? Dạ em trải qua 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ nhất á thì có nói chung là còn quá nhỏ. Thứ hai là do cái tính nết của người ta nó cũng không có được hợp thì thôi. Còn cái mối tình thứ hai á là quen 6 năm.
thì quen 4 năm đầu thì cũng có chia tay, nhưng mà sau này có quay lại á, thì cũng không hợp nhau nữa. Cảm thấy là sao sống... quen 6 năm mà không hợp. Quen 6 năm nhưng 4 năm đầu á thì quen trong khoảng thời gian đó 6 năm đó thì 4 năm đầu thì có chia tay rồi cũng có quay lại. Thì khi mà quay lại thì cũng cảm giác cũng y như cũ, cũng không có cái gọi là cái niềm hạnh phúc đó. Toàn là ấy nên là thôi. Lý do gì không hạnh phúc? Không hợp nhau về cái gì? Là cái khía cạnh là từ quan tâm là từ chỉ có một phía thôi. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Người đó phải cao hơn em. Cao nhiêu? 1m7. Là giờ muốn người phải cao 1m7 phải không? Không, em cao 1m67. Em cao 1m67, là em cao nhiêu? Dạ, 1m68. À, hơn được chút xíu, được rồi. Rồi, gì nữa? Người đó không hút thuốc, không nhậu nhạc beta. Không có nhậu nhạc beta mà có hút thuốc. Chút đỉnh, về từ từ được làm sao đó cho anh bỏ được mới là cái tài của mình. Anh nhắm anh bỏ được không anh? Bỏ được em. Bỏ được thuốc chứ phải bỏ được em. Nói được làm được, bỏ được thuốc. Đó, gặp thứ dữ rồi đó, chỉnh sửa liền nha, sửa liền nha. Rồi cái gì nữa, yêu cầu gì nữa? Người đó có chí cầu tiến, biết lo làm ăn, biết kính trên đường dưới. Em thấy anh cầu tiến, lo làm ăn không? Chị là còn nể luôn nãy giờ nữa nè. Vậy thôi đúng không? Khỏe ra. Rồi bên đây, muốn tiêu chuẩn tìm người như thế nào? Mẫu người của em nói chung là phải biết quan tâm, lo lắng, hiền lành nữa. Đừng có dữ quá. Còn chiều cao thì 1m55 trở lên thôi. Đó, người ta nói ta cao 1m67 kìa. Quá dư luôn rồi đó. Rồi, đây, kiếm đi, có ảnh chồng đó. Trời ơi, chọn anh có râu đi, tôi gả anh có râu cho. Đưa hình đi coi. Rồi, ba cô gái này chọn cô nào? Chọn anh nào? Lý do sao chọn anh đó? Là trừ anh có râu ra cái chọn anh đó đó hả? Lý do sao chọn anh đó? Linh cảm em là vậy. Sao không chọn hai anh hai bên? Linh cảm thôi chị, linh cảm bảo. Linh cảm. Kể tỉ như đúng anh đó thiệt thì có chịu không? Chịu, chị đúng không ạ? À, chị đúng là chịu ha. Rồi, ráng chị đúng đi cưng. Chị cho đúng nha. Đó. Cô nào? Đó là cô này. Sao chọn cô đó? Dạ, theo cái sự linh tính của em. Linh tính? Dạ. Rồi. Thích đeo mắt kiến phải không? Hay sao? Thích cô gái đeo mắt kiến hay sao mà chọn cô đó? Theo cái gọi là thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm, để coi hôm nay thần giao có cách trở đôi mũi không nha. Cái này tôi nghi đô thần giao cách trở quá chứ cách cảm gì nổi. Mời hai bạn nhìn vào cửa trái tim xem hôm nay cái thần giao của cách cảm của mình như thế nào nha. Người ta chọn đúng mình rồi đó. Bây giờ mình chọn sai tính làm sao đây? Trời ơi, anh thích người đeo mắt kiến em ơi. Chọn cái cô đeo mắt kiến. Em có đeo mắt kiến là sao anh? Thôi cái đó cũng không ăn thua rồi. Cô nào chỉ lại? Giờ là cô này. Đó, người ta đã nói cao 1m67 rồi, phải lựa vô cái cô cao nhất chứ. Rồi giờ sao rồi, có quà có tặng không trời? Tặng em. Rồi tặng qua đó. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỉ. Tặng anh kỷ niệm. Mời hai bạn mở quà đó coi gì nè, chị Tường tò mò quá coi quà gì vậy cưng. Bên đó khui quà luôn đi. Bà Mai tò mò nhất thế giới mà, trời cái gì hộp trong hộp nữa vậy? Trong cái đồ này mà mở khóa quá. Bớt bệnh nghề nghiệp đi. Tôi đoán là cái viết hay gì nè. Chị Cát Tường nói đúng rồi đó. Tại sao tặng người ta cái viết? Em hy vọng anh khởi dùng cái viết đó để viết lên trang giấy thì trang sách này. Em sẽ dùng cái viết này để viết lại những bí quyết mở khóa để sau này đừng có thất truyền. Đúng rồi. Chỉ có Tường là hiểu nhất. Đây là mỹ phẩm làm đẹp ha. Rồi mời đồ ăn lên ạ. Anh có hay lên mình chuyên chơi không? Hay lên cho nó nói chung gặp anh em, với lại thứ hai là công việc. Đi công việc ở trên đó. Là công lên. Việc anh hay đi ở bên chỗ nào? Đi Thủ Dầu Một, thành phố mới. Vậy là chưa lên bên khác nào? Nói chung chưa. Đó giờ cũng khách cần đưa đến đâu thì mình đi tới đó thôi. Em làm văn phòng vậy thì em được nghỉ mấy ngày. Em nghỉ chút nha. Là mấy ngày kia vẫn đi làm. Đúng rồi, vẫn đi làm. Anh dừng đi. Mời anh ăn. Mời. Anh nóng tính là có khi nào đập đồ hay là làm gì hết chưa? Thường thường nóng tính thì một cái chỗ nào đó gọi là cần cái sự gọi là yên tĩnh á, để mình ngồi cho bớt nóng rồi xong rồi lại thôi. Vậy giữa em, ví dụ giả sử em với anh tranh cãi với nhau thì ai sẽ là người làm lành trước? Tất nhiên là anh rồi.
anh thì nói chung là anh không bao giờ anh muốn hơn thua con gái. Đúng rồi. Anh là người tiếp người lãng mạn hay là sao? Anh nói chung là con người rất là thẳng tính. Hiền có hiền nhưng mà cái gì ra cái đó. Anh có phải là người hay ghen không? Con người hay ghen là anh có ghen. Nhưng mà khi mà biết được cái nguyên nhân của cái lý do đó thì sẽ không như vậy nữa. Ghen kiểu như là không phải là ghen mù quáng mà. Ghen gọi là biết ở cái phương diện là gọi là người ta có đàng hoàng hay không, hay là ở cái mối quan hệ gọi là đang mập mờ. Nếu mà biết người ta bạn bè trai gái là rất là bình thường, gọi là nhìn vào cái cách hành động đó là mình biết được là người ta có thật lòng hay không. Lúc đó thì anh rất là ghen luôn. Chưa yêu mà lo tính chuyện ghen tuông rồi, thiệt tình luôn á. Ăn tôm chưa? Rồi phải không? Ngon không em? Ngon. Bây giờ đã bàn vụ ghen hả? Sao gì chưa chân vô tới chuyện ghen rồi? Ai ghen, cô này ghen hay bên đây ghen? Em nói chung là không phải cái trường hợp là gọi là biết trong có một cái mối quan hệ gọi là rõ ràng là mình cũng bình thường. Còn cái mối quan hệ mà cứ mập mờ rồi rất là bực mình. Bây giờ cái điều quan trọng nhất trong hôn nhân đối với em là cái gì? Là phải chung thủy. Chung thủy. Biết quan tâm lo lắng, gọi là nhận xét là quan tâm là từ hai phía rồi, chứ không phải từ một phía. Nếu bây giờ mà cảm gặp được một đối tượng vừa ý để tìm hiểu nhau thì em mong muốn bao lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân? 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Em thì sao? Em nói chung là ăn thua là ở bạn bên kia thôi. Sao thua mình là đàn ông mình phải đấy, hợp. Nếu hợp thì cũng 6 tháng đến 1 năm chị. Có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Thì nhà cửa thì có rồi. Nhà cửa của ai có rồi mạnh miệng vậy? Của ba mẹ hả? Dạ của ba mẹ. Một ba mẹ liên quan gì? Nhưng mà em là con trai một. À, là về về làm nên dâu phải không? Nên là ở với ba mẹ. Làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Em có ngại làm dâu không? Không chị. Rồi biết nấu nướng gì không? Đủ rồi. Xài à. Đủ xài. Rồi bây giờ sẽ mời ba mẹ của họ nhà trai vô để có đôi lời phát biểu cho cặp đôi ngày hôm nay như thế nào nha. Dạ mời hai bác vào trong này ạ. Chào con nha. Thế hôm nay nãy giờ cô ngồi cô nhìn hai bạn thì cô có nhận xét gì về cháu gái bên đây không ạ? Thì cháu rất dễ thương đấy. Nhưng mà còn về cách sống rồi giao tiếp với gia đình bên nhà chồng chẳng hạn như vậy thì mong là về cháu thời vui gian, vẻ rồi hoạt bát với gia đình vậy là tốt rồi. Dạ. Rồi bác trai có ý kiến gì không ạ? Con cái nó chịu thì hạnh phúc của nó cũng như là hạnh phúc của bác ạ. Dạ. Rồi em có muốn nói gì với hai bác không ạ? Rủi lỡ biết đâu sau này mình làm con dâu tương lai sao? Con với ảnh đến đây cũng là một cái duyên. Sau chương trình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì bây giờ bác đã lên tới đây rồi, bác muốn nhìn mặt con dâu của bác. Thì chỉ mong làm sao mà hai đứa con thành đôi là được rồi. Là tốt rồi. Rồi dạ, cảm ơn cô chú ạ. Rồi cũng để cảm ơn cô Cát Tường nhiều nha. Dạ để Tường cố gắng Tường tạo cơ hội thêm bơm thêm xíu nữa. Dạ cảm ơn cô chú, chúc sức khỏe cô chú nha. Rồi con. Bây giờ Tường sẽ cho hai bạn thêm những cái cơ hội để tiếp xúc với nhau, để mình đó, mỗi người bóc một lá bài nha. Mình đọc những yêu cầu trong này mình thực hiện để mình có thể có cơ hội mình tiếp xúc hoặc tìm hiểu hoặc là gần gũi với nhau hơn. Rồi mời bạn trai. Yêu cầu bạn gái nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Dễ quá mà. Rồi bên nhà gái gì đọc lên luôn đi, lên luôn đi. Yêu cầu bạn nam hãy nắm tay và hát tặng bạn gái. Ủa gì sao hai người bóc giống nhau vậy, thiệt không? Đâu đưa coi. Trời ơi cặp đôi này xứng với nhau quá. Rồi vậy làm một lượt hai bạn ra đây nắm tay nhau mỗi người hát một đoạn song ca cùng nhau. Được không chị? Được, qua đây nắm tay nhau. Có bài nào hát song ca được với nhau không? Anh hát bài nào vậy? Hát bài dạ cũng xứng đôi dữ ha. Đêm Định Mệnh. Hả? Đêm Định Mệnh. Nhưng mà chỉ biết chỉ hát được một khúc thôi. Em không biết, này không biết nhạc. Thôi em hát bài nào cũng được. Rồi. Thôi anh hát đi, có gì em nhắc hát cũng được. Rồi, mời hai bạn. Trong cơn say anh nhớ. Anh đến bên em mà. Trong cơn say anh đến bên em. Chốt quá đi. Cho nghe chơi vơi. Rung quá. Nắm hai tay luôn. Trời, bây giờ nắm một tay rung thì nắm hai tay luôn cho nó thêm là. Sao em gái? Làm lại chơi. Làm lại đi, làm lại. Trong cơn say anh đến bên em.
nghe chơi vơi điên đảo con tim. Ba mẹ cười dưới kìa. Em cũng quên hết rồi chị. Em cũng quên sạch rồi chị ơi. Thôi vậy thôi, giờ hai bạn nắm tay nhau nói gì đó, trao nhau những lời hẹn thề gì đó, những lời ước nguyện hay là cảm xúc gì đó. Nếu mà chúng ta quen nhau quá, em cho anh một cơ hội thì em sẽ cố gắng và làm hết sức mình để anh làm cho em vui vẻ và hạnh phúc. Em với anh đến đây cũng là một cái duyên, nên là hãy cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau ở ngoài. Nếu mà chúng ta được thì đến tới hôn nhân cũng sẽ vui và hạnh phúc. Em cũng hy vọng là anh cũng biết cách cư xử giữa hai bên nội ngoại. Đã ứng trên nhường dưới. Đúng rồi. Hay. Tâm đầu ý hợp quá ha. Hai bên nào cũng biết nghĩ tới gia đình, tốt quá. Rồi về vị trí cho hai bạn. Nãy giờ cũng nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi. Ăn uống tâm sự nói chuyện gặp người thân luôn rồi. Có dạ. Va chạm luôn rồi nha. Mời dạ. Hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm nút. Hẹn hò thì bấm mạnh, không đồng ý mình lấy tay ra. Thế nó khi nào nút nó bị liệt không chị? Ừ, biết đâu nó liệt luôn đó. Rồi. Sao biết được chị? Lanh quá à. Bấm hay không là quyền của các bạn. Cái này chương trình không có ai ép hết. Chương trình chỉ tạo cơ hội cho mình thôi. Nha. Dạ. Rồi nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Lành quá ha. Nói chuyện cũng nhanh, bấm nút cũng nhanh nữa. Rồi mời hai bạn qua đây. Bây giờ là nắm tay thật sự. Cái này nắm tay của một cặp đôi. Còn hồi nãy là nắm tay do chương trình yêu cầu. Một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Dễ thương quá à. Nè. Anh tên là rồi, gì ạ? Tôi xin tự giới thiệu với các tường. Dạ. Và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Hẹn Dạ. Ăn Trưa. Tôi là Dương Khắc Niệm. Năm nay 47 tuổi. Dạ. Đang làm tài xế lái xe đưa rước nhân viên ở Bình Dương. Dạ. Làm cho công ty hả anh? Dạ. Đưa rước vậy là mình chỉ chạy sáng tối thôi, sáng chiều. Sáng chiều thôi. Rồi buổi trưa mình làm gì anh? Trưa ngủ. Ngủ trong công ty hay là về nhà mình ngủ? Ngủ trong công ty. Có nghĩa là sáng mình tới, mình đưa xong rồi về công ty mình nằm mình ngủ, rồi cái chiều tới giờ đi đón. Rồi trong ngày đó rồi mình có chạy chở sếp, chở nhân viên đi tới đi lui gì không? Trong ngày đó thì mình cứ ở công ty rồi có đi đâu thì mình đi. Ví dụ đi ngân hàng hay là đi Công ty mình là công ty gì anh? Công ty Sứ Thiên Thanh. Vậy thì anh làm công việc này ở đây lâu chưa? Cũng mới đây thôi. Mới được có 1-2 năm nay. 1-2 năm mình có được vô biên chế gì của công ty chưa anh? Thì cũng ký hợp đồng vậy thôi. Vậy là cũng ổn định. Rồi trước đó thì anh làm gì? Thì nói chung là 20 mấy năm nghề tài xế rồi. Cho nên phải theo cái nghề này thôi. Dạ. Rồi là công việc cũng ổn định rồi anh ha. Nghề này thì theo như anh thấy, anh nghĩ là mình sẽ làm được bao nhiêu năm nữa là mình hưu? Chắc 5 năm nữa. Ủa gì ít quá vậy? Thì mắt mũi hết thấy đường thì phải. Thôi mới 47, 5 năm nữa cũng mới có 52 anh làm. Người ta nhà nước là cho tới 55, bây giờ lên 60 luôn rồi mà. Phải không? Sức khỏe tốt không anh? Sức khỏe tốt. Tốt mà chưa gì là 5 năm nữa hưu. Mình có dự tư, mình có chuẩn bị gì cho cái sau này hưu trí của mình chưa? Hưu trí thì vẫn chưa. Đó, rồi không chưa có tính cái chuyện đó, rồi mà 5 năm nghỉ ở nhà rồi lấy gì sinh nhai. Phải có lương hưu, còn không phải có cái thu nhập gì thêm, cái tay nghề gì thêm để sau này mình dưỡng già chứ. Thì chắc lúc đó xin đi làm bảo vệ gì đó để tức là mình không có đụng chạm tới cái nghề xe nữa. Có nghĩa là lái xe khoảng 5 năm nữa thôi ha. Và sau đó làm những công việc khác. Vậy là xe anh lái là xe mấy chỗ? 30. Xe 30 chỗ. Đúng rồi, lái những xe này thì mình cái sự tập trung mình phải cao. Rồi kinh nghiệm mình lâu, tại vì mình chở rất là nhiều người. Quê mình ở đâu anh? Quê tôi thì ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Tây. Bây giờ thì nó chuyển qua Hà Nội. Rồi mình vào trong này lập nghiệp lâu chưa? Nói chung là từ nhỏ giờ sống ở đây. Từ nhỏ giờ sống ở đây luôn. Rồi cảm ơn anh. Đến phiên chị ạ. Chào các tường, chào anh bên cạnh. Em tên là Quỳnh Anh, 46 tuổi. Ông xã là hồi xưa là bộ đội, mất 8 năm rồi. Mất ở sân bay Biên Hòa. Lý do hai đứa con bị ung thư. Ai Ông xã.
ông xã bệnh ung thư. Dạ. Có hai đứa con, bé lớn thì có gia đình rồi, thằng cu thì học lớp 12. Dạ. Mà bé lớn là bé trai hay bé gái? Bé gái là có gia đình rồi. Gia luôn đình rồi. Gia đình ở riêng rồi. Dạ. Còn thằng con trai đang ở chung với chị học 12. Ở chung nhưng mà hầu như ở dưới nhà cô học được không ạ? À, rồi cái là bây giờ chị làm công việc gì? Bán hàng ăn. Bán hàng ăn rồi ai phụ? Trước là có thuê người. Rồi bây giờ? Dạ vẫn vậy, thì khi mình mở bán thì phải thuê người rồi hàng ăn mà đâu có nhưng mà, mình được. Dạ, nhưng mà thằng con là tối là có nó về nhà ngủ không hay là nó không, ở học cô ở luôn? Trường luôn, nội trú. À vậy là học lâu trường lâu. Quốc tế Nam Việt á. Dạ vậy là lâu lâu con nó mới về một lần. Mà hiện tại là chị đang sống ở đâu? Ở Tân Bình. Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. À, dạ, dạ. Vào đây 6 năm. Vào 6 năm. Công việc bây giờ ổn không chị, tốt không chị? Cũng không ổn bằng lúc trước. Tại vì vừa rồi dịch đó. Dạ. Nó hơi... Dạ, nhưng mà chị nói anh nhà mất 8 năm rồi. Có nghĩa là mất rồi ở ngoài quê thì... Mới vào đây. À, chị mới vào đây. Đúng đưa hai đứa con vào đây. Đúng rồi, thằng con nó học trong này nên mới vào luôn. Dạ. Chắc lúc anh cũng mới mất cũng hụt hẫng nhiều lắm ha chị hụt ha? Nhiều chứ. Dạ. Tại vì cũng có địa vị đồ á, mọi thứ. Nên là nó hơi bị hụt hẳn nhiều lắm. Nhưng mà cho em hỏi nó hơi, tại vì chị không, đã hỏi. Chia sẻ thì em đúng rồi phải em hỏi luôn. Thì cái khi mà anh mới mất vậy thì về hụt hẫng là về mặt tinh thần, còn về cái kinh tế thì mình có bị ảnh hưởng nhiều không chị? Không, nói chung được cái kinh tế không có ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì trong quân đội người ta lo hết, kể cả bản thân chị cũng không có phải là chăm anh nữa, tại vì anh làm cũng ổn đó, cũng được, cho nên là bên cạnh ảnh là có liên lạc, nó lo ăn uống giặt giũ. Còn quân y thì lúc nào cũng bên cạnh ảnh để đi lấy giấy tờ đồ khám bệnh siêu âm đồ. Dạ, nói chung là được mình, cái chỗ đó là con nhỏ ảnh mua cho chăm. Dạ dạ. Rồi coi như anh đi xong rồi mình là vào trong này luôn. Vào đây. Dạ. Thì chị thấy mình là một cái người có những cái điểm mạnh gì, những cái điểm nổi bật gì? Nói chung điểm mạnh thì rất là nhanh nhẹn, vui vẻ trong làm việc. Còn điểm yếu là nghĩ rằng làm thì quên ăn luôn. Để vô việc có thể là không bao giờ ăn từ sáng chiều, uống một chút nào đó. Ngày này tháng như có thể là bây giờ đang nấu ăn thì có thể 3 tháng chứ không ăn một chút cơm nào cũng được. Dạ. Nhưng mà rồi mình có cái sức khỏe của mình tốt không? Rất là tốt. Rất là tốt. Tốt là do chị nghĩ tốt hay là mình có đi khám tổng quát người ta nói không có chứ, cũng có khám chứ. Dạ. Mình cảm nhận được con người mình. Dạ, sức khỏe là quan trọng nhất. Đúng nha rồi. Chị nha. Rồi những cái điểm mà mình còn hạn chế. Nói chung thì không mình sống thoải mái lắm. Tại mình đã trải qua ông xã bệnh như vậy rồi, cho nên mình thoải mái về vấn đề trong tinh thần lắm, không có đặt nặng vấn đề gì nhiều. Dạ. Anh nghe cái chia sẻ của chị về cái chuyện gia đình của chị thì anh có cảm nhận gì không, có suy nghĩ như thế nào không? Thì nói chung là thấy một người con gái như vậy là năng nổ. Năng nổ. Năng nổ làm việc hết mình vì chồng vì con. Dạ. Anh nghĩ bản thân mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của mình thì ít lắm. Nói chung là mình thì thể dục thể thao, đờn ca hát vậy thôi. Có thể dục thể thao đờn ca hát nữa. Vậy là nãy giờ tôi nói ủa sao ghi hình thấy cái đàn này của ai? Vậy là cái đàn của anh phải không? Dạ đúng rồi. Chúc làm bản nha, chúc làm bản nha. Ha, chút xíu là làm bản. Dạ, okay, em đợi chút nữa em mở này ra cho chị nghe luôn, rồi anh làm bản vừa tặng em với tặng chị luôn ha. Dạ, okay, dạ cảm ơn anh. Rồi. Điểm yêu thì là mình nói chung là nóng tính và khó tính. Trời ơi. Thẳng tính. Nóng, khó, thẳng nữa. Và nhậu nhiều. Trời đất, tài xế sao nhậu, nhậu giờ nào? Nhậu lúc buông vô lăng ra nghĩ là uống thôi. Uống với ai? Uống với bạn bè chiến hữu. Trời đất ơi, là uống nhiều không? Một lần uống nhiều ít. Chắc cũng nhiều á. Chắc làm cũng được thùng, khuôn. Ghê vậy? Cô xỉn đó thì làm gì? Xỉn đi ngủ. Xỉn đi ngủ thôi chứ làm gì. Rồi bây giờ sắp tới rồi, giả tỷ giờ có một cái mối quan hệ mới rồi, rồi làm sao? Thì có mối quan hệ mới thì mình sẽ ấy lại cái bản thân mình. Có nhắm ấy được không hay là thành thói quen như vậy rồi có thay đổi bản thân mình được, điều chỉnh là đôi sống lúc được không? Lúc buồn thì nhậu thôi. Buồn mới nhậu hả? Mà một tuần buồn hết mấy bữa? Hồi đó buồn nhiều lắm. Dạ, anh có chuyện buồn gì à? Bây giờ anh kể em nghe nè. Tại vì cũng ly dị vợ con này kia nọ. Mình cũng gãy đổ anh. Gãy đổ một lần cho nên
cũng buồn. Tối về thì làm bạn với bốn bức tường cho nên cũng buồn. Bạn bè rủ đi nhậu thôi, mình cũng phải đi nhậu cho vui. Mà ngày xưa khi mà anh còn sống với vợ trước đây của anh thì anh có đi nhậu vậy không? À, cũng có nhưng mà ít lắm. Có phải tại nhậu quá nên chia tay không? À không phải, tại vì chị ta ngoại tình. À, thì tại anh lo đi nhậu, anh không lo chơi với chị, không chăm sóc chị nên chị mới ngoại tình. À, chắc vậy quá. Thiệt luôn hả? Phải không biết nữa, ai biết đâu. Anh có tìm hiểu nguyên nhân không? Thì mình tìm thấy người ta ngoại tình thì mình giải thoát cho người ta ra đi cho khỏe. Mà hai vợ chồng lấy nhau, sống với nhau được bao lâu? Cũng được mười mấy năm. Mười mấy năm. Có mấy mặt con ạ? À, được hai đứa. Dạ. Nói chung hai đứa con gái. Đứa lớn thì 22 tuổi, đứa nhỏ 16 tuổi. Bây giờ đang sống với ai? Giờ thì đang sống với mình. Hai đứa luôn? À, đứa lớn thì nó học xong rồi, bây giờ nó lại về mẹ nó đi học thêm tiếng Hàn. À, coi như đứa lớn đợi là đi, sống với mẹ, đứa nhỏ là sống với anh. À, mà mình ly dị bao lâu rồi? À, cũng được 8-9 năm nay rồi. Ủa, 8-9 năm rồi hả anh? 8-9 năm rồi. Nhưng mà em nói thật, khi mình đã sống với nhau có hai mặt con như vậy thì cũng phải tìm hiểu cho nguyên nhân chứ đâu thể nào không rõ ràng được. Thì khi mà anh phát hiện chỉ là ngoại tình đó, là anh thấy hay là anh nghe người ta nói, rồi anh có cho cơ hội hai vợ chồng ngồi để nói chuyện với nhau để hỏi cho rõ không hay là sao? À, tức là mình thấy luôn. Anh thấy luôn. Đúng rồi. Rồi có cơ hội nói chuyện giải thích hỏi thăm gì không? Hỏi không thì không? Mình không mình đã thấy như vậy rồi, mình không có cần gì nữa, là mình tự. Mức độ thấy nó như thế nào, có chắc không hay là nhiều khi người ta bạn bè là người ta chở nhau đi cho mình thấy luôn mà. À, người ta cố tình chở cho mình thấy luôn. Cho mình thấy. Và ai là người đưa ra cái quyết định ly hôn? À, tôi là mình. Rồi mình. Cổ đồng ý luôn? Đồng ý. Không có nắm níu hòa giải, níu kéo gì hết? Có tòa án cũng hòa giải mấy lần nhưng mà cũng không thành công. Rồi... Có nghĩa là tòa án muốn hòa nhưng mà hai người không muốn giải đúng không ạ? À, dạ đúng rồi. Và lúc ly hôn thì là hai đứa con là ở với anh hết? Đúng, hai đứa nữa. Ủa sao cổ lúc đó con cũng còn nhỏ, cổ không có bắt con hả? Không có giữ con không. Hả? Người ta không muốn thì mình phải nuôi gà trống nuôi con với chứ không phải là anh dành không, mà do là cổ không nhận. Hai đứa nhỏ nó dành nó ở với mình hết. À, nhỏ dành ở với anh hết. Nhưng mà giờ tại lớn rồi thì lớn rồi nó muốn về với mẹ nó thì hả? Bây giờ đâu cấm cản được nữa. Vậy là bây giờ cứ còn một cô 16 tuổi là ở với anh thôi. Rồi hàng ngày rồi hai cha con sống với nhau hay còn ai trong nhà nữa không? Dạ thì cũng hai cha con sống với nhau với lại ông và bà già. À, ba mẹ bên con năm nay bao nhiêu tuổi, hai bác bao nhiêu tuổi? 75. Dạ còn khỏe không anh? Dạ khỏe. Vậy thì ở nhà nội trợ cơm nước bếp núc trong nhà là ai làm? Mẹ làm. Mẹ vẫn còn làm? Dạ, chứ đâu có con dâu không có ấy là ai làm cho giờ. Dạ. Con gái cũng 16 cũng còn tuổi đi anh học quá ha. Dạ. Cũng neo đơn. Mà sao cũng một thời gian quá dài luôn, anh chưa tìm, chưa bước thêm được bước nữa anh? À, nói chung là cũng có một vài ấy nhưng mà nó không hợp với nhau. Thứ nhất là không hợp, rồi thứ hai là người ta đạo khác nữa. Ừ. À, anh có đạo gì không? À, mình thì bên đạo Phật. À, có nghĩa là cái người kia là có bên đạo, Chúa. Thiên Chúa. Dạ. À, mà khi mà đạo Thiên Chúa thì phải chồng chết hay gì đó thì người ta mới đi được bước nữa, cho nên thôi thấy cũng cảm thấy là không được nên. Nhưng mà bây giờ trước tiên anh muốn tiến thêm bước nữa, anh phải điều chỉnh cuộc sống bản thân một chút xíu, phải giữ gìn sức khỏe rồi bớt nhậu lại. Giờ có thí dụ mà giờ mình yêu nữa là coi như mình có bạn gái đúng không anh? Phải dành thời gian qua lại chăm sóc rồi này kia trước đúng không anh? Thì cái đó nếu mà có động lực là bắt đầu là bỏ nghe. Chắc không. Rồi anh nói nó nghe, em cũng hy vọng vậy. Với lại cái đó nó cũng không tốt sức khỏe của mình nha anh nha. Dạ. À, rồi ngược lại là khi anh nghe câu chuyện của chị, nghe câu chuyện của anh bên này thì chị cảm nhận suy nghĩ như thế nào? Thì cũng không có suy nghĩ gì nhiều, thì mỗi người có một cái cuộc sống. Và lại điều cái hay hoặc là ảnh không còn nợ nữa. Yeah. Thì mình ảnh không đến được với người trước nữa. Mà mình không có đào sâu về vấn đề lô hôn nhân trước của ảnh. Ừ. Và nếu thực sự mình với ảnh mà có một cơ hội thì mình mong ảnh điều chỉnh lại những cái điều mà trước khi một cuộc hôn nhân của ảnh á, nó ảnh có sai phạm gì đó thì ảnh phải điều chỉnh lại. Yeah. Tại vì giờ mình lớn rồi, mình đến với nhau là phải thực sự hạnh phúc.
Dạ. Tại chính mình không phải đến như trẻ con nữa, bây giờ chơi bời là thật ra là chị không thích. Dạ. À, cho nên là nếu thật sự ảnh với chị có cơ hội thì chị mong ảnh một điều đó, điều chỉnh lại và xác định một gia đình. Dạ. Đã mình lớn rồi, mình đã có một gia đình thì mình sống sao cho nó tốt hơn. Dạ. cái cuộc hôn nhân trước, tại mình em đổ cũng, vỡ rồi. Em cũng nghĩ vậy, mình đã giống như cổ rổ rá cạp lại. Đúng mà rồi. Thì nó phải cho nó hoàn hảo, với là ai cũng, anh cũng e dè, chị cũng e dè, bởi vì mình đã từng như vậy, mình cố gắng à, với cái hoàn cảnh của chị là chồng chị lại mất do bệnh nữa, đâm ra là chắc chắn là chị sẽ quan trọng cái vấn đề sức khỏe lên hàng đầu. Đó là cái cảm nhận em là phụ nữ nghĩ vậy, cho nên là muốn đến với nhau thì trước tiên là cái sức khỏe phải tốt, và anh phải cố gắng chăm sóc cho cái sức khỏe của mình, vì anh có sức khỏe anh mới lo cho vợ rồi đó, cho các con rồi này kia được nữa nha. Thì tại vì em nghĩ đến với chương trình với anh chị những cái đã tuổi này và mình đã gãy đổ, thì em nghĩ chắc anh chị cũng phải hùm suy nghĩ ra cái đối tượng của mình chắc là cũng phải có cái hoàn cảnh tương tự như mình, đúng không ạ? Chứ giờ cái tuổi mà ví dụ bốn mấy năm mươi mà biểu là độc thân chưa gia đình chưa con cái thì nó cũng khó, đúng không anh? À, thế bây giờ anh là nãy nói anh 47 ha, chị là vậy là 46 ha chị. Dạ. À, mỗi người đều có hai con riêng, nhưng mà thật ra thì các con cũng đã lớn hết rồi, bây giờ mỗi người là đang còn một đứa sống với mình đó. Thì em nói ví dụ nè, giả tỷ nè, mà mình hợp nhau đi, mình điểm hợp nhau mà mình muốn về sống chung một nhà, thì anh có ngại chuyện con riêng, con anh con em không? Thì không, nói chung là không có ngại đâu. Mà đứa con anh nó đồng ý cho anh tiến thêm bước nữa không? Có hỏi con chưa? Có hỏi rồi, nó kêu cái này do người lớn chứ nó lớn không cái gì ha. Thế còn chị thì sao, mình bao giờ mình có tâm sự với ý con mình đăng ký tham gia chương trình thì con biết chứ, không? Con nó nói mà thật sao? Ra là nó nói là mẹ đăng ký cho vui đi, nó thích lắm, tại thấy mẹ cứ ở một mình á. Thật ra là con rồi. Mình có con mà thật ra giờ hiện tại cũng sống một mình, bé lớn là có gia đình ở riêng rồi, còn thằng con trai hầu như nó cũng ít ở nhà, học ở trường đi cả ngày. Lâu vậy lâu mình chị được, chị có nghĩ rồi. mình muốn đẻ thêm đứa nữa không? Nói chung nếu mà cơ hội đến mà tốt, hoặc là bên người đàn ông đó, đó người chồng mình tương lai mà nếu họ có điều kiện an toàn, cảm giác cho mình có một cái cuộc sống an toàn hơn thì sẵn sàng. Chịu chơi dữ à, 46 tuổi rồi còn okay. Chơi nữa hả? Chịu đời lắm. Thế anh thì sao? Mình có nghĩ rằng mình sẽ muốn có thêm một đứa con nữa không? Nếu có thì quá tốt. Vậy hả? Hai đứa rồi mà vẫn chưa đủ hả? Ủa hai ghép lại là bốn mà vẫn chưa đủ nữa hả? Thì đúng, nếu vậy thì quá tốt. Anh chị làm cho em tự nhiên nôn nóng, cái gì gọi là nôn nóng lại cái ý nghĩ muốn đẻ con nữa quá. Nói thiệt là em rất muốn, nhưng mà năm nay bắt đầu từ qua em năm 42 tuổi là em từ bỏ ý định đó rồi. Em nghĩ chắc em cũng có cái duyên nữa. Chứ mà lúc mà 30 mấy đó, từ 35 mà tới 40 bốn mà là em rất muốn. Nhưng mà thấy cái duyên cũng có rồi, năm em 42 là em tuyên bố nghỉ đẻ. Mà giờ em thấy hai anh chị 46, 47 mà muốn nữa, chắc em muốn lại quá. Rồi, dạ, bây giờ anh có cái hình, em thấy anh có chuẩn bị hình phải không? Dạ, có. Trời ơi, cái gì mà cầm súng rồi ghê vậy? Súng này súng gì vậy anh? Súng AK đó. Ủa, anh có đi bộ đội luôn hả? À, đúng rồi. Ghê. Hả? Trời đất ơi, hình này mấy chục năm rồi anh? À, 26 năm rồi. Trời ơi, 26 năm cho chị kiếm gặp anh á. 26 năm trước nha, chị tưởng đâu chồng chị bộ đội, bên đây người ta cũng bộ đội nè, ghê chưa? Cái này là lính. lính. Anh chào anh thấp ta, anh không biết. Vậy chị đoán thử đi, bây giờ mới bởi vì cảm nhận thử coi. Đó, một bà bác tài xế, làm tài xế 20 mấy năm, vậy là hồi xưa đi bộ đội về mới đi chạy xe luôn tới giờ. Đúng rồi. À, đây nè. Sao chị chọn anh cao đó vậy? Thì tự nghi vậy hả? Thôi chứ còn thật ra hình nó quá lâu quá. Dạ. Vậy là chị khoái cao ha. Rồi ok, bây giờ em sẽ mời hai anh chị nhìn nhau. Đó, rồi ảnh sẽ tặng cho chị một món quà rất đặc biệt. Rồi, mời anh chị. Máy xong chưa? Ok. Rồi. Dạ. Rồi, em chào anh. Chào em. Đúng anh cao không chị? Đúng không? Đúng anh cao rồi đó, anh cao nhồng, anh ngồi anh cũng cao kìa. Rồi. À, hôm nay dân chương trình hôm nay anh quen biết em, rồi anh có bó hoa xinh tặng em. Rồi, em cảm ơn anh. Bó hoa này sẽ nói hết lời của anh trong đó. Chưa đâu anh, em quà có món quà tặng anh. Dạ rồi, cảm ơn em. Dạ. Bó hoa chưa nói hết lời được đâu, hát một bài mới nói hết lời. Đây, xin mời anh, này có cần em nâng đàn giùm anh luôn không? Đây. Đúng không chị? Bó hoa đâu nói hết lời được. Nghe tài xế rồi đàn nghêu ngao hát rồi nữa. Bữa nay qua chương trình bạn muốn hẹn hò
quen biết em. Dạ. Anh xin hát tặng em và quý vị ở đây một bài hát. Dạ. Huyền thoại một chiều mưa. Wow. Một chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng răng răng. Em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên không tìm về. Bên anh em làm gì bầu trời và ánh mắt mộng mơ. Sợ người yêu khóc khẽ khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng. Thiên sứ đang vui, một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời bèn đọa đày nàng tiên xuống trần gian. Làm người dương thế không biết bao lâu mới được quay về trời. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần vào một chiều mưa bay. Và vì thương đời anh, thương kiếp sống cô đơn, cho dù rằng một hôm thiên sứ trời gom mây hồng làm sẽ đưa tiên về. Tiên nói rồi tiên còn đang giận trời và tiên không về đâu. Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang đứng bên anh. Đang đứng bên anh cầu thầm mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười tiên nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn. À, rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Đó, bài hát mới là thổ lộ lòng anh chứ món quà đâu có thổ lộ gì đâu. Không biết là cảm nhận đầu tiên khi mà mở cái cửa trái tim này ra thì cảm nhận của chị như thế nào? Nói chung là thấy anh hiền. Dạ. Chắc cũng thật. Yeah. Mọi thứ thì chưa biết hết được. Dạ, làm sao mà biết hết được liền ha chị ha. Sống ở nhau cả đời chưa chắc hiểu được nhau mà. Nên là mình chỉ làm cái cách nhìn đầu tiên với là cái cảm nhận của mình thôi. Thế còn anh, cảm nhận anh như thế nào? Cảm nhận về khi mở cánh cửa trái tim tôi thấy là hiền, dễ thương. Anh đẹp mà. Đúng rồi. Chà, thấy hai người này cũng cái mũi nhìn nghiêng giống nhau ghê nha, cái mắt cười cười hay là chắc ai cũng vết chân chim cũng nhăn nhăn, đôi mắt cũng giống nhau, thấy mặt hai người cũng khá giống nhau á. Thôi em xin đùa thôi, bây giờ em sẽ mời hai anh chị dùng một bữa trưa với nhau rồi mình tâm sự với nhau cho nó có một cái thời gian nó tìm hiểu nhau một chút xíu rồi em sẽ quay lại. Mời hai anh chị thưởng thức. Xin mời em. Dạ mời anh. Mời em. Dạ. Vậy bây giờ cho anh hỏi là dạ, anh hỏi nhỏ, em. Nhỏ của em giờ đang học sân, đang sống với em. Dạ đúng rồi. Mà hiện giờ nhà em ở Tân Bình là ở Tân Bình không? Bên này là em thuê. Okay. Dạ. Mời trả. Dạ đúng rồi. Nhà em ở quê. Em ở quê. Em ở Phan Rang á. Phan Rang. Nơi nho nhiều nhất á. À đúng rồi. Ở quê em. Phan Rang thì anh cũng ra đó mấy lần. Dạ. Giờ em ở huyện nào?
Nhà em là ở thành phố. Thành phố Phan Rang. Dạ đúng rồi. Rồi mời em ăn đi. Dạ được rồi anh. Rồi em có ăn chay không? Dạ. Lúc trước em không nấu ăn thì em có ăn. Nhưng mà thời điểm sau này em bán hàng ăn là em không thể. Tại vì em có muốn cũng không được. Đâu có nêm được đâu. Ủa em bán món gì? Em bán cơm, bán đồ, giao cơm văn phòng nữa đó. Dạ. Trời vậy cũng cực lắm ha. Dạ, nói chung nấu bán hàng ăn là cực lắm. Những lúc 2 giờ sáng em phải dậy rồi. Nhưng mà thời điểm này là ít hơn. Tại vì rồi dịch á, bất động sản nó nghỉ nhiều quá. Nên nó di chuyển nhiều quá. Khách nó giảm bớt. Rồi chồng em bị ung thư. Dạ đúng rồi. Chồng em trước kia làm ở sân bay Biên Hòa. Em ở trọ ở đây 6 năm rồi. Dạ đúng rồi. Tại anh thì nói chung là anh cũng ở với ba má. Dạ. Ba má. Dạ. Con anh thì giờ nó cũng đang còn tuổi ăn tuổi học. Dạ. Nên giờ anh cũng vẫn đang lo cho nó ăn học. Dạ. Nhà anh ở đâu? Nhà anh ở Hóc Môn. Hóc Môn. Dạ. À. Nhà anh ở Hóc Môn. Ừ. Anh làm nó sáng đi chiều về hả? Hay là một tuần về một lần? À, không, anh thì sáng anh đưa công nhân ở bến xe miền Đông. Ừ. Đưa tới Bình Dương. Dạ. Cái xong ở trên đó, cái tới chiều đưa công nhân về. Hết dạ. Giờ làm việc mình đưa công nhân về. Dạ. Nếu mà anh đến một cuộc hôn nhân nữa thì sẽ ở đâu? Và như thế nào? À thì gia đình mình thì mình phải ở nhà gia đình thôi. À dạ. Ở dạ. Chung với gia đình. Dạ. 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 Nhà anh đông anh chị em không? Nhà có 3 anh em. Dạ. Nói chung là lấy chồng hết rồi. Dạ. Mình thì mình ở với ông già bà già. Dạ. Ông bà khỏe chứ anh? À khỏe. Dạ. Khỏe. À, nhưng mà hình như em nghe nói anh nhậu nhiều đúng không? Đúng rồi. Không, thật sự là em rất là kỹ việc ăn nhậu. Ừ. Tất nhiên em sẽ không cấm người đàn ông ăn nhậu hoặc là bất cứ thuốc thang cà phê, cái chuyện đó em vẫn hài hòa vẫn đều. Không phải cấm nó một điều gì, cái gì cũng hưởng thụ được hết. Nhưng nó trong phạm vi, trong cái sự hạn chế. Không thể mà ăn nhậu sa đà, thực sự là em không có thích. Không, cái đó là em quan điểm của em. Dạ. Tại vì nhưng mà bây giờ em vẫn rộng lượng hiểu được cho anh. Cái thời điểm anh không có gia đình thì anh nhậu nhiều, nhưng mà nếu đến thời điểm tới đây, nếu anh có một gia đình khác thì anh có còn nhậu nữa hay không? Thì nói chung là về công việc hay là bạn bè thì mình vẫn phải là giao tiếp thôi. Không, cái sự giao tiếp thì em khẳng định là phải có. Chứ không thể mình sống một mình không giao tiếp, mình hay là mình có vợ rồi mình không giao tiếp bạn bè, hoặc là mình không ăn nhậu cà phê, cái đó là không phải. Phải quan hệ bạn bè nhiều cũng là tốt, không có gì hết. Nhưng mà cái sự hạn chế, em sợ nhất cái kiểu mà ăn nhậu mà sa đà. Bởi vì anh biết rồi, cái nhất là em là chồng em mất, cái hai là chồng em là sĩ quan trong quân đội, anh biết rồi. Cái kỷ cương hay là em sống một cái môi trường đó như nó cũng quen. Thật sự là nó như vậy. Cho nên là em nếu mà em đến với một người nữa thì em không cấm đón một điều gì hết. Cứ quan hệ thoải mái, ăn nhậu cà phê thuốc bình thường, nhưng mà nó có hạn chế. Và nó có một cái thời điểm nào đó, đã tại vì em với anh đều lớn hết rồi, góc độ về bây giờ gia đình. Chứ không phải để mình làm ra rồi mình dành thời gian để mình đi nhậu hoặc là mình ăn chơi. Gia đình mình gác qua, cứ nghĩ rằng là có gia đình rồi, có vợ nó là vợ mình rồi thì mình cứ để nó nhà. Vậy là quan điểm em là em không có thích điều đó. Tại vì anh đã trải qua một cuộc hôn nhân ly hôn rồi, thì cho nên là nếu mà em với anh có cơ hội thì em nghĩ là anh điều chỉnh lại cái thời điểm đó. Anh phải đến đó. Tất nhiên em không cần ai đúng hay sai. Em không khơi dậy chi cho anh cuộc hôn nhân trước của anh làm gì. Nó qua thì cho qua. Mà em chỉ mong điều đó. Ăn nhậu thì chắc chắn sa đà quá thì em không thích. Còn em không có buộc là phải bỏ hẳn. Nói chung là lúc mà buồn thì mình như vậy thôi, nhưng mà có cái động lực để mình ấy thì chắc chắn là sẽ không. Thì em hiểu được cái đoạn con người ta sẽ bị sa ngã nào đó thì nó sẽ lâm vô cảnh, nhưng mà mình cũng phải giữ mình, không ai giữ mình được hết. Em cũng vậy thôi. Cái thời điểm chồng em mất, thật sự là em
còn bốn mấy ký em ốm lắm, nhưng mà bạn bè em rất là đông, đi ăn đi nhậu chiều cà phê, nhưng mà thực chất là hình như không bao giờ em đi, em vào trong phòng tập hết, phòng tập thể dục, các loại thể dục thể thao nào đánh tennis hoặc là gym cái gì em không thiếu cái về vấn đề đó. Bởi vì là em thấy mình đang buồn mà nếu mình đi ra những con đường đó mình chơi không may á, mình bị mềm lòng đi nó sẽ xảy ra không có tốt. Đó là quan điểm sống của em. Lại em đến đây là cũng vì một gia đình thực sự. Còn nếu để chơi hoặc là này kia chắc chắn là không. Không đúng. Không, tại vì mình lên đây là biết bao nhiêu công chúng gia đình. Lại thực ra chồng em mất nhưng mà vì mối quan hệ gia đình chồng em và em rất là đàng hoàng, rất là còn thân mật. Không có gì. Anh cứ ăn đi anh. Thiệt sự luôn á, ra ngoài em đâu có yên đâu, em cũng lắng nghe câu chuyện của hai anh chị. Em thấy rất là xúc động với những cái chia sẻ của chị. Và người phụ nữ nào cũng có được quyền khao khát. Một mình gãy đổ cũng vậy, là mình cũng cảm thấy mất mát rồi. Rồi khi một cái người yêu thương của mình mất đi nữa, là nó ly hôn á, còn nằm đó. Mình không muốn gặp, đó là tại do đó, chứ còn mất rồi thì mình có muốn cũng không có cơ hội để mà gặp lại. Thì anh chị cũng là những người đã trải qua những cái mất mát rất là nhiều ở trong cái cuộc sống. Và em cũng tin rằng là cái tuổi này cũng con cái lớn rồi mà đăng ký tham gia chương trình, có nghĩa là ai cũng thật sự mong muốn một cái kết cho nó cho có hậu, vì ai cũng muốn có được hạnh phúc. Và giống như chị nói lúc nãy, cái tuổi này của mình là đâu phải như hồi trẻ mà yêu đương mà này kia, mà nó, bây giờ là một cái người bạn đồng hành, đúng một người tri âm, có thể là mỗi sớm cùng mình một ly trà, một cái uống một ly cà phê sáng, ngồi nhâm nhi bàn công chuyện đời, chuyện này chuyện kia rồi đó, chăm sóc nhau rồi hủ hỉ sau này về già bệnh hoạn ốm đau lo cho nhau. Đó là một cái tình yêu bây giờ nó đậm thấm và nó nhẹ nhàng, nó không phải như tuổi trẻ. Nên em cũng không biết như thế nào anh chị có cảm thấy mình hợp với nhau hay không, nhưng mà trước tiên là em chúc riêng cho cả hai người luôn, ai cũng luôn được nhiều sức khỏe và sẽ sớm có được cái tình yêu mình mong muốn. Dạ. Bây giờ chương trình gửi tặng anh chương trình cho mỗi người một cái câu hỏi nha. Em để sẵn luôn hai bên vậy cho nó khỏe, anh chị đọc lên ạ. Trong đó là những cái câu hỏi để mà mình hiểu rõ, để mình hiểu được bản thân của đối phương, mình học hiểu được bản thân mình cũng như là đối phương nhiều hơn. Đây chị đọc trước đi ạ. Khi về chung một nhà, các con sẽ ở cùng nhau. Nếu như có xảy ra xích mích giữa các con, bạn sẽ xử lý như thế nào? Anh đọc câu hỏi của anh đi ạ. Hình như cái này lộn rồi. Các anh đọc đi, anh cứ đọc đi. Bạn nghĩ như thế nào khi về làm dâu? Dạ, đúng rồi, không có lộn đâu anh. Thì anh hỏi chị trả lời đó mà. Làm dâu truyền thống hay hiện đại? Rồi, đó. Bây giờ, thôi anh trả lời câu hỏi của chị trước đi. Khi mà hai đứa mà về ở chung với nhau á, mà con cái có cái gì sai quấy á, thì trước tiên là mình cũng phải là ngồi lại nói với nhau là em ơi, con em dày, con anh dày hay như thế nào đó, xong rồi mình cho một cái hướng giải quyết đó, anh muốn là như thế. Nếu mà thí dụ anh xử lý á, thì em sẽ lại kêu con anh dày, con em dày này kia nọ, thì lại ý là... anh là mọi thứ phải thống nhất giữa hai vợ chồng hết hai người. Ý chị sao, chị thấy nhưng mà chắc chắn là con em nó sẽ không ở chung rồi, không em biết dạ con em sẽ có nơi có chỗ hết rồi, chủ yếu là em. Nhưng mà anh có tạo cho em được có một cảm giác an toàn khi ở nhà anh hay không với con anh, nhưng mà thực ra là em nghĩ là cho đi thì nhận lại. Với em con cái là chuyện bình thường, em không sợ rằng con anh hay con em gì hết đó. Với em hoặc là cha mẹ hoặc là bất kể, em sẽ trả lời luôn câu hỏi của anh khỏi còn hỏi. Chuyện làm dâu với em là cũng chuyện bình thường, bởi vì em cũng lớn rồi, không phải trẻ con gì nữa. Chuyện ông bà lớn thì cha mẹ mà mình phải biết nghĩ lại thôi. Mình thương ông bà thì ông bà thương mình, chứ em nghĩ là bây giờ lớn rồi mình đâu có phải trẻ con gì đâu mà phải này kia mình sợ làm dâu xui này rồi kia mình... đâu. Thật ra là em có xui rồi. Ồ, đó, đúng rồi, bé lớn rồi, mình cũng hiểu mà ai cũng có trai có gái đủ hết. Không, thì sau này với lại cái tính em cũng vậy, là em thích cái gì nó bình an, bởi vì em trải qua cái một sống cái cuộc sống quá nhiều rồi. Chồng em tất cả mọi cái thì đã biết rồi, nó làm tiền tài địa vị đều có, nhưng mà khi ngã ra
thì chả mang được cái gì. Cho nên từng cái lời nói đối với em cũng có nghĩ có những điều on với em đi chăng, nhưng mà em nghĩ là nếu như thời điểm trước thì sẵn sàng em sẽ tranh luận lại. Nhưng mà đến thời điểm này chắc chắn là không bao giờ em nói một câu nào. Có nghĩ rằng em cứ cho qua rồi nó sẽ qua hết. Yeah. Tại vì mình nghĩ là nếu mà đến trong mối quan hệ nào vậy, mình hơn nhau thì mình cũng không được một lon gạo hay một cái gì vô trong cái nồi hết á. Nó sẽ mất đoàn kết hết tất cả, từ gia đình cho đến bạn bè, mối quan hệ nào cũng vậy. Quan điểm của em là bây giờ em thích bình an. Yeah. Còn nếu mà trong cái cuộc sống có mâu thuẫn thì nên là lắng nghe. Dù là em sai hay là anh sai em không cần biết, đúng sai, nhưng mà phải lắng nghe đã, rồi mình rút ra một cái kinh nghiệm. Còn đã sống với nhau thì một lời xin lỗi nó cũng chả là cái gì cả, miễn là mình êm đềm là được rồi anh à. Còn đừng có sống cái, đừng có ồn ào, đừng có cãi vã nha, em sợ lắm. Em anh, sợ lắm, thật sự là em sợ cãi vã. Anh cũng xung quanh người ta nghe đồ lắm. Người ta nói là khi mình nói thì là 2 năm để học nói thôi. Mà mình im lặng thì cả đời. Cho nên anh cũng thích cái tính là cứ nghe im lặng. Nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống đúng rồi, khi mà đối phương nói mình phải lắng nghe. Nếu mà cả hai cùng nói thì sẽ không ai nghe nhau hết. Nhưng mà có những cái đúng lúc thì mình cũng nên phải nói, phải chia sẻ thì đối phương mới hiểu được mình. Chứ bây giờ thật sự á, anh chị, cái này là em thì nhỏ hơn rồi, nhưng mà em thật ra cũng kinh nghiệm nhiều trong cái tình trường. Em cũng lớn rồi, cũng sắp ngồi xuôi được rồi. Thì em cũng thấy là cái tuổi của mình để mà hòa hợp được với một cái đối phương á, khó lắm chị. Đúng tại rồi. Mình 40 mấy tuổi rồi, ngày xưa mình trẻ đó, khi mình yêu á, mình có thể hy sinh bản thân mình thay đổi để phù hợp với cái người mình yêu. Nhưng ở cái thời điểm này em nghĩ rằng là không ai thay đổi vì ai cả, mà họ chỉ muốn là hơi gọi là điều chỉnh một chút để làm sao có thể phù hợp với nhau, để sống cùng được với nhau thôi. Dạ. Và đôi lúc mình phải chia sẻ thì đối phương mới hiểu được, chứ làm sao mà hai con người 40 mấy năm gặp nhau hiểu nhau được hết. Đó, nhiều khi cái tính chị ăn mặn, ảnh ăn lạc, ví dụ chị thì là thích yoga, ảnh thích nhạc disco, em nói ví dụ rồi nó cũng là ngược nhau rồi, thì mình làm sao mình hiểu nhau, mình điều chỉnh một chút cho nó phù hợp thôi. Mọi thứ là gọi là 9 bỏ làm 10 chị ha. Phải nghe. Em thấy em hỏi anh nha, anh có gia trưởng không? Tính anh hơi gia trưởng. Nhưng mà nó cái nếu em đã nói, nếu mà người mà gia trưởng là đập đón, cứ buộc người ta theo cái quan điểm của mình, thì em nghĩ là trước kia và sau này mãi mãi em nghĩ khó hạnh phúc lắm. Quan điểm của em, đó là em nói thật. Thì mình, cái tôi của mình đặt to quá, mình cứ buộc cái quan điểm người ta phải theo mình. Tại thường là gia trưởng là như vậy. Thấy mình cái gì cũng đúng hả chị? Dạ đúng rồi. Người còn và cả kể cả mình không lắng nghe người khác nói, cứ buộc là mình là đúng, cứ nghe bắt anh này anh vậy. Chịu nghe anh im lặng anh có không, chịu nghe nhưng mà không thì ý là em đang nói về vấn đề quan điểm của em không thích vậy thôi. Sao anh, chứ còn em vẫn nếu mà đến với nhau thì em sẽ nói chung là mình nói trước thì mình phải nghĩ lại, có nghĩa là trong một thời điểm của ảnh là ảnh như ví dụ anh ăn nhậu cũng vậy. Thời điểm là kiểu như anh bị giai đoạn á, nghĩ là anh bị suy sụp về cuộc hôn nhân thì nó buồn á, nói chung nó giải sầu vậy thôi, đại khái là vậy. Anh có nghĩ là mình luôn luôn đúng không? Không, mình không bao giờ đúng được, có những lúc phải sai. Như trong mối quan hệ trước đây thì anh có rút kinh nghiệm ra được nhiều thứ không? Mình nhiều khi là mình có khi nào lắng nghe vợ mình hay mình có bàn bạc mọi chuyện với vợ mình không? Có chứ, mình cái nào đúng thì mình phải lắng nghe. Thế thì anh gia trưởng là gia trưởng như thế nào? Gia trưởng là mình muốn cái nào ở chỗ nào là ở chỗ đó. À, cái đó là ngăn nắp chỉnh tề trong nhà. Không có là đụng cái này dục bên kia, dục bên đây, đến lúc đi kiếm không có cái. À, cái đó là cái sự gọn gàng ngăn nắp trong nhà thôi. À, còn cái gia trưởng là em đang nói cái gia trưởng có nghĩa rằng anh ra một cái quyền quyết định gì đó, anh cứ bắt em, ví dụ em đi là cứ theo cái quan điểm của anh. Dù là em ở ngoài em sáng suốt em nhìn cái đó là nó hơi bị lệch đó. À, là anh hồi, có thay đổi hay không anh à, hay hồi, là anh hồi sẽ, xưa tới giờ thì mình lại không có cái được cái quyền quyết định đó. Kiểu giống như là anh thí dụ như cổ có thói quen giờ cổ thích lâu lâu cổ gặp bạn bè cổ thích đi tập yoga đi, em nói ví dụ tuổi lớn tuổi tập yoga với mấy bạn nữ rồi ha, đi tới phòng tập chỉ thích đi. Nhưng mà anh nói không, hồi đó sao không biết giờ lấy anh về là anh không muốn cho em đi vô ẹo vô mấy cái chỗ phòng tập rồi người này người kia là anh không thích đó. Cái đó là gọi là gia trưởng rồi, không cho tao đi tập luôn, biểu ở nhà tự tập. Cái đó gọi là gia trưởng đó. Thì thí dụ vậy đó, anh có cái như vậy không? À, cái đó thì không có, nhưng mà có cái tính mà giống người
kiểu mà ghen thấy mà bạn gái mình đi với người con trai nào thì đó là ai mình, không ghen mình ông này với lại tiền sử bị cấm sừng nữa cho nên ông nhạy cảm lắm nha chị. Én én đi với phụ nữ thôi nha, mỗi người có nỗi đau riêng, ai cũng phải tôn trọng người kia thì được. Nhưng mà em sợ chương trình này lên mà mọi người mà khách quen của em nói là tại vì trời chả, nếu mà em có cơ hội với anh sẽ nói em nói cái gì chị biết trời chả báo hả, trời chả báo lý do mày ghét nhậu. À ghét nhậu lắm hả? À, gặp cái ông này nhậu quá. À, không, người ta nói hồi đó thôi, từ từ người ta bỏ mà. Nó lo sức khỏe chứ. À, hôm nay anh đi tham gia chương trình có ai đi theo cùng mình không ạ? À, có hai dạ bà già. Dạ, hèn chi nãy em thấy có hai bác lớn tuổi ngồi ở ngoài là em cũng nghi nghi rồi. Cho nên biết hai bên không biết là ba mẹ của ai. Dạ, con mời hai bác vào trong này ạ. À. Mình có đi với ai không chị? Không, ở nhà xa quá. Ờ, dạ, vào dạ, dạ. Dạ con mời hai bác lên đây ạ. À. Con chào hai bác. Dạ con chào bác. Dạ bác khỏe hả bác? Dạ khỏe. Dạ bác cũng khỏe, trời nhìn dạ. Còn khỏe lắm. Dạ con bắt tay bác cái nha. Dạ. Rồi hôm nay thì đó hai bác nãy giờ ngồi ngoài chắc cũng nghe câu chuyện của hai đứa con mình ha. Thì con nói con thật sự hồi xưa giờ ba mẹ lớn đứng là làm xui gả con hồi trẻ mà giờ con mình cũng là tóc cũng là bắt đầu muối tiêu rồi hả bác? Thì không biết là tâm trạng cái suy nghĩ cảm xúc của hai bác bây giờ là như thế nào? Hôm nay thấy con mình ngồi đây thì, kiểu đi kiếm vợ vậy đó thì mình thấy sao bà bác? Cũng hôm nay thì đến đây cũng cái thứ nhất là cũng nhờ mai mối của cô với lại tất cả các chương trình. Thế thì cũng các em mà nó thuận nhau thì tụi tôi cũng đồng ý chứ còn bây giờ ngày xưa là cưới vợ cho nó mới có 20 mấy tuổi. Thì bây giờ con nó là 20 mấy tuổi rồi. Bây giờ vợ tự nhiên đi theo trai thế chả biết làm sao hết. Cái thằng này thì chả có chuyện gì, đi làm về có đồng nào thì cũng đưa cho vợ hết, lo cơm lo nước này kia, rồi bà kia ở nhà đi may đồ gia công ấy. Mà có hàng ở nhà không may đi may tổ hợp với lại cặp ông kia người dân tộc tới hồi rồi xong luôn. Thì xong luôn chứ vợ chồng chả cãi nhau, lấy nhau mười mấy năm nó cũng chả cãi nhau. Tôi cũng cho ở riêng mà có ở chung gì với chúng tôi đâu mà đụng chạm gì đâu. Bây giờ hàng bà già cũng vẫn ở riêng cô ạ. Chả ở chung với ai hết. Hai bố con nó thì cũng ở riêng. Tôi với ông ấy thì ở riêng. Cơm quá. Ai người đó ăn thế thôi. Tại vì bây giờ cái thời buổi này nói thật với cô là ăn thì mỗi người ăn mỗi kiểu cho nên khó lắm. Cho nên thôi ở riêng cho nó khỏe. Ở riêng cho khỏe. Ông bà già kiếm được cơm thì ăn mà không kiếm được thì nhịn. Chứ còn gì nữa đúng không? Rồi còn phía bác trai sao ạ? Suy nghĩ của bác như thế nào khi là mình cũng lớn tuổi giờ phải đi kiếm vợ cho con trai? Bây giờ cũng mong là các em cho em có vợ là mừng lắm. Thật thế chứ mà thì nhà có được một anh con trai thôi. Ồ một anh thôi đó hả? Ồ mình nha. Còn hai cô gái thì em nó thì cũng lấy chồng. Nó có gia đình, nó có nhà riêng rồi. Nhưng bây giờ con hỏi nè mẹ nè, bây giờ con trai nó nhậu quá rồi sao mẹ không xử lý? Đấy, bây giờ xử lý nó không có được, nó hay giận dỗi lắm. Thiệt thế chứ không phải. Từ cái giận đó mà không ai muốn nói chuyện đấy. Mình lỗi nhưng mà không biết là cái lỗi của mình, không nhận. Nhưng mà lại muốn là hỏi cháu chứ bây giờ ai không có bạn bè đúng không? Nhưng mà người ta nhậu một cách vừa phải thôi. Nôi bạn đến lúc nào cũng ngủ ở trong nhà luôn. Cái đó là cô không đồng ý. Cô không thích. Rồi bữa nay bị mẹ thô bằng cả. Không thiệt. Hỏi cháu bây giờ lỡ đêm hôm trúng gió phải cảm làm sao? Hai bác là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nó đâu có biết cái gì đâu. Đó. Chủ nhà mà, chủ nhà là phải chịu trách nhiệm cái chuyện đó rồi. Thế nhưng mà có biết đâu, cứ toàn là lôi bạn về rồi ngủ đêm ở đấy. Nói thì giận. Giận dữ lắm chứ không phải là giận bình thường đâu nha. Giận luôn hai bác luôn. Giận dài lắm chứ không phải là ấy đâu. Mỗi lần giận vậy rồi ai rồi cuối cùng sao hết giận bác? Không, cũng chả ai, tôi cũng chẳng muốn nói tới. Tại vì nói không nghe thì thôi kệ. Tại vì bây giờ là cũng lớn rồi, bốn mấy năm chục tuổi rồi. Bây giờ là tới hồi cha mẹ bây giờ già rồi. Nói không nghe thì tới hồi thì thôi kệ tự lo nấy, đúng không? Để cháu giải quyết. Bác trai, rồi bác không có gì mình nói được thằng câu nào thằng con trai mình luôn hả? Nó có điểm nào tốt không bác?
Tố quá, sao lấy vợ được bác? Sao bác? Thì có sao nó vậy? Nó nhổ thì kệ nó thôi, nhưng mà tuổi nuôi bạn bè nó ngủ không, ở cô đấy thì cô không thích như cái chuyện đó. Xã thì nói nó thì nó giận vậy thế thôi. Mà giận dai chứ không phải là không giận như không người ta. Thì, tức là nó không, mà cô không, cô không đồng ý như vậy. Cô thích là nói cái gì nói. Cô thì cô nóng tánh lắm, nhưng mà cô nói xăm là xăm vậy thôi. Chứ con dâu á, mười mấy năm cô rất là thường, chưa bao giờ mà cô cãi nhau với nó. Nó còn dễ tính hơn là thằng này, chứ không phải là ấy. Rất là ngoan, chứ không phải cô nói cái gì là nó nghe, chứ không phải là như thằng này nó còn cãi giả hay ấy. Chứ còn mà con kia nó không bao giờ cãi, mà nó biết nghe. Mà nó làm giỏi nữa, mà nó chỉ mỗi một cái bệnh nó đi theo chài. Bệnh đó, bệnh đó, bệnh cái đó, bệnh đó thì không thể chấp nhận được, nói thẳng một câu như thế chứ không có gì hết. Dạ, thế rồi bây giờ hôm nay là rất là đẹp người, đẹp lết, nhưng mà lại có cái bệnh đó. Ôi, đấy. Dạ, giờ cô này sao ạ? Hôm nay bác thấy là hai bác thì số đổ bây thôi giờ, thì bây giờ nhờ cháu thôi. Dạ. Tại vì mát tay làm mai cho các em bây giờ đứa nào nó cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn là cho nó có gia đình, để nó lo cho con chúng nó. Thì bây giờ tôi với ông này thì giờ già thì thực sự mà chẳng có lo được cái gì cho chúng nó nữa. Bây giờ hai bà lo được cho nhau cũng là mừng lắm rồi. Yeah. Chưa đứa con nào phải góp tiền góp gạo mà nuôi hai ông bà hết. Yeah. Đó, thực sự là như thế. Bây giờ chỉ cần có đưa hỏi cả thằng này này, một tháng có cho bố mẹ lấy đồng nào không? Yeah. Đó, chưa tiền đâu đủ nhậu đâu mà cho. Không thì thì cô cứ nói thế thôi. Hai bà là vẫn giờ này vẫn còn nuôi nhau được là vẫn còn hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Yeah. Chưa phải là con phải đóng góp cho ông bà nuôi để mà sinh sống hết. Dạ. Yeah. Đó. Thôi nha anh, hôm nay mình nghe hôm nay là lần cuối nha, đừng có nhậu đừng. Đấy, dạ. Nhưng mà cái nhậu á nó dạ, cháu. cháu hỏi bác quê ở đâu? Quê bác. Quê bác là ở Hà Nội. Bác với bác trai mới đi Hà Nội vào đây nè. Mới đi Hà Nội vào được có hơn một tuần nay. Nhà chồng trước cháu ở ngoài đó. Ở Ninh Bình á, ở ngay khu không, lịch ở ngay thành phố Hà Nội. Dạ. Ừ. Còn em chồng thì ở ngay Ba Đình á. Vậy hả? Dạ. Ở đây thì ở cứ năm nào hai ông bà cũng đi Hà Nội chơi. Thôi bây giờ mình cái chuyện cũ mình bỏ qua đi nè. Giờ mình nói chuyện mới hôm nay. Giả tỷ như ngày hôm nay mà con kết đôi được cho chị này với anh nhà của mình. Thì được, có gì đâu. Dạ. Bây giờ cô có yêu cầu gì với con dâu tương lai không? Thì bây giờ chả yêu cầu gì, bây giờ chỉ yêu cầu là bây giờ nếu mà các em nó xây dựng với nhau thì nó lo cuộc sống cho con nó thôi. Bây giờ đứa nào cũng có hai đứa con rồi. Con kia thì con lớn nó học xong rồi, giờ còn con bé nữa. Thì tương lai chắc nó học xong thì nó cũng lại về mẹ nó thôi, chứ nó dễ gì nó ở với bố nó. Rồi ăn thua là hai bạn tự. Thế đó, bây giờ hai bạn bây giờ tự mà lo cuộc sống cho nhau. Có con này mà ai cũng có con, mỗi người có. Ủa giả tỷ như hai bạn này đẻ nữa được không? Được, ôi rồi càng mừng nữa. Thế à? Rồi ít đẻ nhiều cũng phải có thôi cháu ạ. Thì giờ cũng đẻ được thôi, nhưng mà đẻ được cô mừng lắm. Đẻ được mừng lắm. Rồi, cũng lớn rồi, các con cái là tùy duyên nha. Chứ thì sao? Biết như thế nào. Bởi vậy. Thôi vậy con thay mặt cho chương trình, con cũng chúc hai bác là được nhiều sức khỏe. Rồi. Con sẽ cố gắng hết sức, hy vọng thôi. Nhưng mà cái thật ra là cũng ăn thua hai anh chị này là những gì đó. Bởi vậy bây giờ là cháu cũng chỉ là người đứng đầu thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ muốn hay không là hai cũng chị này. Chị này. Thì dạ, bây giờ cô cũng vậy, là cha là mẹ thiệt. Thế nhưng mà cũng tùy ý của tụi nó. Dạ. Ngày xưa nó đi lấy vợ nó cũng bảo cô cưới đâu thì cô cưới, mà đây đi xuống tốt tận miền Tây cưới vợ dưới. Đâu cùng quê cô. Dạ, dạ, dạ. Ở Vĩnh Long đó. Ừ. Dạ. Tam Bình Vĩnh Long đấy. Trời ơi, đi lúc bây giờ cái thời đó mà cưới biết bao nhiêu là của mới cưới được đứa dâu chứ không phải phà đấy. Bây giờ còn của đi cưới dâu nữa không? Bây giờ hết rồi. Giờ già rồi lấy đâu rồi tiền không mà. Con cảm ơn hai bác, chúc hai bác sức khỏe nha. Rồi chờ tin vui của đôi trẻ nha bác. Mình theo dõi. Bây giờ về được chưa? Dạ về được rồi. Bây giờ về đi về cũng có nhà xa quá. Ồ dạ dạ rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhau nha. Cố gắng nha. Dạ cố gắng hết sức ạ. À thôi bác dạ. Chú chào hai bác mình. Dạ. Cố gắng. Bây giờ hai bà già rồi cũng mong có con dâu chứ. Bây giờ lại cứ trời ơi đó rồi sao anh? Như đến thời điểm nếu em với anh có cơ hội với nhau, không em nói rõ luôn á, là anh có thể bỏ bia rượu được không?
Và anh sẽ có thể điều chỉnh lại cái tính tình giống như mẹ anh đã nói. Nhưng mà em đã nói là em cũng cảm nhận không phải vì bác nói mà em theo. Nhưng mà cái đó vì em muốn được có một cuộc sống tốt hơn, cuộc sống trước. Chứ còn không phải là đến là để chơi. Thì nói chung là, đó là mình sẽ thay đổi được. Không, em nếu mà thực sự, tại vì em cũng đã lên đây thì nói chung là em cũng rất muốn để mình có cơ hội tìm hiểu. Không vì một cái gì trước kia của anh thì em sẽ thế nọ thế kia được. Nhưng mà em sẽ nói trước là tất cả những cái gì trước đó anh sai phạm hoặc là những điều mẹ anh nói thì em nghĩ là anh sẽ bỏ. Nói chung em nó còn cái chuyện ăn nhậu thì em hạn chế, còn không cấm là không hút thuốc, ăn nhậu, tất cả đều cứ hưởng thụ, nhưng mà trong phạm vi đó, trong phạm vi là được rồi. Là nghĩ về gia đình rồi. Chứ còn nếu mà anh cứ thật sự anh biết em rồi, em đã nói nãy rồi không nói nữa, thì mà nếu mà có gì thì anh cũng không phải buồn em. Kể cả đến hay không đến, mối quan hệ nào cũng vậy, em chỉ khuyên anh một chân thành như vậy thôi. Kể cả là một người bạn hay là một người chồng hay một cái gia đình nào cũng vậy. Tại vì mình lớn rồi, ăn uống nhiều nó cũng không tốt. Mà anh là nghề lái xe nữa, nó va vấp một cái là chỉ chết thôi, không sống nổi. Không có đủ điều kiện để mình lấy cho họ nữa anh à. Không, em nói thật. Cảm nhận của anh như thế nào? Nói chung là tại vì qua những cái lời nói của em á, anh cảm thấy là rất là ok. Và nếu mà chúng ta đến được với nhau á, thì anh sẽ hứa anh sẽ thay đổi. Và lúc đó thì tất nhiên là phải có cái động lực để thay đổi rồi. Tại vì thực ra em rất là quyết đoán, là cái thứ nhất. Cái hai, có những người họ cực kỳ xấu mà họ sống với em họ sẽ tốt, em nói khẳng định được điều đó. Tại vì những việc em làm là em biết được. Còn cái người mà cực kỳ họ làm biến cỡ nào mà họ đến với em chắc họ cũng xiên thôi à, họ không thể làm biến được. Yeah. Nhưng mà em sẽ rất là có cái rộng lượng trong cái tất cả các mối quan hệ, không phải vì một cái gì hết. Cho nên là nếu anh thay đổi được thì nó tốt nhất. Thật ra thì cái những ít phút trong cái thời gian của chương trình thì giống như Tường chia sẻ lúc đầu cũng không phải là quá nhiều để hai chị có thể với lại một hai câu. Hứa hẹn là một chuyện, còn mình làm được với nhau hay không là còn tùy theo cái tình cảm mà hai anh chị dành cho nhau nữa. Nhưng mà rất vui là ngày hôm nay có sự tham gia của hai bác nè, rồi hai anh chị đến đây. Trước tiên em nhìn thấy thì sơ bộ nó về cái hoàn cảnh sống hay là cái nhìn về một cái cách nhìn ngoài cái cuộc sống ngoài xã hội, những quan điểm thì em thấy là anh chị cũng có những điểm khá tương đồng. Còn nếu mà muốn tìm hiểu nhau đi chung một đoạn đường thì chúng ta còn phải cần có bỏ thời gian nhiều hơn để tìm hiểu. Thì nếu như hôm nay mình cảm thấy rằng là phù hợp đối tượng, là mình có một cái chút gì đó gọi là có cảm tình, mình chỉ dùng từ là có cảm tình thôi chứ không phải là cái gì nhiều, thì chúng ta có thể cho một cái cơ hội giống như chị nói trước tiên. Tuổi này mình làm bạn trước, mình tìm hiểu thấy được thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Em mong hai anh chị như vậy. Cố lên anh nhé. Dạ rồi, thì bây giờ thời lượng cũng không có nhiều để cho phép mình tâm sự nhiều hơn. Nếu như từ nãy giờ qua cái kinh nghiệm sống của mình, em nghĩ là anh chị đã thừa đủ biết là mình có rung động hay không. Nếu mình thích, cho nhau cơ hội nha quý vị. Rồi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm giùm em ạ. Sau 3 tiếng đếm một cách tự, nếu đồng ý mà cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu hẹn hò thì mình bấm mạnh. Mình cảm thấy không được thì mình có quyền, lớn rồi ha, cơ hội của cuộc đời mình là do mình nắm bắt. Tùy anh chị quyết định, không phải do ba mẹ, không phải do Cát Tường mà do hai anh chị. Dạ, em xin mời chị. Nhắm mắt lại giùm em nhé. Sau 3 tiếng đếm của em hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Đây là một người phụ nữ rất mạnh mẽ nha. Một mình để mà cái chuyện nuôi con cái thì em không nói, anh cũng một gà trống nuôi con, nhưng mà qua cái cách chị thể hiện, chị rất là quyết đoán và mọi thứ. Đây là một người em nghĩ rất là nhân hậu và sẵn sàng cho đối phương cái cơ hội thoải mái. Nhưng mà có lẽ cô này là không chấp nhận những vi phạm đâu. Em thì đây cá tính em nghĩ rằng có những dao kèo nói thẳng hết trước một cái mối quan hệ rất rộng rãi, thoải mái, thích nhậu cũng được, thích hưởng thụ cũng được, nhưng cái gì mọi thứ đều trong cái chừng mực và gia đình phải là đặt lên hàng đầu. Và đối với những người mà rộng lượng và những người mà mạnh mẽ như vậy thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận cái người đàn ông của họ sai phạm những cái điều mà họ đã đưa ra, bởi vì đó là không có cái sự tôn trọng.
À, ngược lại em thấy anh này có thể là nhiều khi vậy mà nó lại hợp với chị, có cương có nhu, nhiều khi chị căng quá ảnh cứ im vậy, ta nói là vậy thì nó lại nó phù hợp. Nếu chị mà cương, chị mạnh mẽ, chị quyết đoán, gặp một người cũng tánh như vậy nữa, nhiều khi là bùm bùm là nó banh luôn, biết đâu vậy mà lại hợp. Thôi thì mọi thứ còn ở trước mắt, trước tiên là chúc mừng anh chị hôm nay về đứng bên đây giùm em ạ. Đã đồng ý ha, mình bấm nút mình cho nhau cơ hội hẹn hò với nhau. Dạ yeah. Rồi đứng sát bên nhau giùm em nha. Dạ yeah, nắm tay cái luôn anh chị ơi, tuyệt vời nha, cao ráo xứng đôi nha. Đưa nhau đi tập thể dục nha, chị đưa ảnh đi với nha chị.